Không gian bếp luôn được xem là trái tim của ngôi nhà, là nơi sum họp, gắn kết, sưởi ấm các thành viên trong gia đình. Có rất nhiều tiêu chuẩn để lựa chọn dạng bếp, nhưng nhìn chung các công nghệ tối tân, tiện ích, phù hợp với đời sống hiện đại, thiết kế tinh tế, sang trọng và tuyệt đối an toàn luôn là lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ. Sau rất nhiều sự cố cháy nổ ga xảy ra, tính an toàn cho bếp dường như đang trở thành một yêu cầu chính yếu và bếp từ đang trở nên thân thuộc với các gia đình. Fagor, một trong ba tập đoàn thiết bị gia dụng cao cấp lớn nhất của châu Âu, đã tiên phong trong công nghệ bếp từ với nhiều ưu việt, mang lại những giải pháp nấu nướng tuyệt vời cho các gia đình trên toàn thế giới. Để phù hợp với các phong cách phối màu khác nhau của không gian bếp, bếp từ Fagor có hai lựa chọn về màu sắc, đó là sắc đen huyền bí và sắc bạc sang trọng. Chúng giúp đáp ứng yêu cầu của bạn từ 2 đến 5 vùng nấu. Đặc biệt với công nghệ Horizon, bếp từ Fagor được trang bị mặt bếp siêu lớn phù hợp với mọi đường kính của nồi. Mỗi nồi được kiểm soát bởi bộ điều khiển độc lập. Có thể nói, công nghệ tối tân của bếp từ Fagor đã tạo nguồn cảm hứng nấu nướng vô tận cho người phụ nữ hiện đại. Dù quỹ thời gian có eo hẹp, nhưng việc nấu nướng thật hoàn hảo như những đầu bếp lành nghề, chị em sẽ được thỏa sức sáng tạo món ngon cho gia đình, cũng như tự tin đãi khách những bữa tiệc nhỏ. Bếp từ Fagor có thể phục vụ nhu cầu nấu nướng tự động ở hai mức nhiệt khác nhau. Khi khoảng thời gian cho mức nhiệt độ 1 kết thúc, mức nhiệt độ 2 sẽ tự động được khởi động theo yêu cầu mà bạn đã cài đặt. Bếp từ Fagor có độ an toàn tuyệt đối với tính năng cảnh báo nhiệt lượng còn dư. Trên bảng điều khiển sẽ hiện chữ H hoặc đèn hiển thị màu đỏ báo bếp vẫn còn đang nóng sau khi sử dụng. Đặc biệt, khi phát hiện hiện tượng tràn trong khu vực điều khiển, bếp sẽ tự động ngắt và có âm thanh cảnh báo. Sau đó, bạn có thể lau sạch chúng rất dễ dàng và không bị lo bỏng. Gia đình có con nhỏ, bạn vẫn rất yên tâm khi sử dụng bếp từ Fagor với tính năng khóa an toàn cho trẻ em. Khi khóa an toàn trẻ em được kích hoạt, toàn bộ hệ thống điều khiển sẽ được ẩn đi và do đó trẻ em sẽ không thể can thiệp được vào các chương trình đang hoạt động, bảo vệ an toàn cho bé trong suốt quá trình nấu nướng. Ngoài ra, toàn bộ bề mặt bếp luôn được mát lạnh trong thời gian đun nấu bởi chỉ phần tiếp xúc với đáy nồi được đun nóng nên bạn có thể vừa nấu nướng vừa lau chùi vệ sinh cho bếp và như vậy sẽ tuyệt đối tiết kiệm được điện. Bếp từ Fagor mang lại hiệu quả nấu nướng lên tới 90%, tiết kiệm được khoảng 50% thời gian và năng lượng so với phương pháp nấu nướng khác. Do chỉ có bề mặt tiếp xúc với dụng cụ đun nấu được đun nóng, nhiệt lượng hoàn toàn không bị thất thoát ra bên ngoài. Để việc nấu nướng trở nên hoàn hảo, thú vị, hiệu quả mà không mất nhiều thời gian công sức, bạn cần những trợ thủ đắc lực, tinh tế và thông minh vượt trội. Và đó có thể là bếp từ Fagor đến từ châu Âu, nay đã hiện diện thật gần gũi, thân quen trong các gia đình Việt.